Nhiều lúc chở đồ rồi. À, nhưng chở lướt vô đồ rồi tao phải đi lo cho con. Cấp bách quá. Bạn ké không đồ hả? Nhà con cũng có làm rồi. Chứ giờ phải chạy xe máy xuống rồi chị xuống cảng nó cũng khổ. Xe đi kia nó nhanh hơn. Trường hợp như mấy mẹ biết đi xe máy nữa. Đâu. Ừ, mà thúng á. Sáng hôm nào mà thúng á. Mẹ không biết qua thúng không? Biết. Hả? Con biết học thúng. Con biết không? Con làm gì biết. Là ta leo xuống là từ trong mặt tối mửa. Sao nha. Bắt đầu xuống nó gặp gần thì bạn nhưng mà trên sau đến nó lên. Bữa nay có thứ mấy mà có làm bơi không? Máy máy nhảy. Cái nghề làm. Mình đang là mình mới chơi. Để mình nói cho mẹ nghe. Đây là cái miệng phải chân cầu bé của đoàn nội không trời. Đoàn nhà con giữa một quay độ xong nghe mẹ. Mẹ con vô lấy em cái này em này. Không 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 không. Đang bán đồ không có vô lấy cái gì hết trơn. Trời ơi chết. Dù gì trời. Vô lấy hoa sinh nhân cho em. Không 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 lấy gì hết trơn hả Gia. Nó bị kẹt vô cái bàn rồi. Cái bàn có cái lỗ á. Dở nó ra. Để sao em không lấy. Dở cái đó lên rớt nó xuống. Cái em chỉ dở. Đồ bông đá 25kg hả? Lấy đồ bông đá hả con? Không có đồ nó rớt xuống á. Đồ bông đá mẫu mới. Đồ đó, bóng đá ha, đồ thể thao 25kg là số 7 phải không? Hàng thông hơi nè. Còn mẫu nào còn số 7 không con? Mẫu nào còn số 7? Có tay phải không em? Có tay đâu, đúng hả em Ly? Lấy số, đưa mấy mẫu nào có số 7 á. Tao đưa số 7 qua rồi cô. Hôm qua chị mệt quá. Hôm qua chị mệt quá chị đi sai không được. Cảm ơn em đã chờ. Trời ơi đẹp chưa các chị? 101, 102, 103. Nhí đại cô, cái này có nhí đại thôi. Không, cái mẫu đó là hết rồi nha. Cái mẫu đó là hết rồi. Chắc chắn luôn. Không hơi chơi các chị ơi. Nhí đại nha. Lấy màu tiếp đi con. Màu này là màu xanh lạ. Em lên đồ nè, thể thao xanh lạ nha các chị ơi. 10 cân đến 25 cân, 26 đến 45 cân. 101, 102. Thông hơi các chị ơi, thông hơi. Đẹp lắm. 101, 102. Cái này là thông hơi. Rồi Buma xanh cam này các chị ơi, cam. Đã nói là thông hơi là cực kỳ xuất sắc và đẹp nha. Thông hơi 101 nha các chị. Tại vì số 7 này nghe cũng còn có. Số 7 là 25kg. Nghe cũng còn có ít mẫu á. Cái này là màu cam nè. Rồi chị nào lấy cam chút ủng hộ em nha cam nha. Cảm ơn các chị đã ủng hộ. Hôm qua em bận quá. À, đá bóng. À số hả? Đá bóng hả? Lấy cái mẫu của ông Hưng á. Mẫu của ông Hưng á. 25kg là số mấy? Số 7. Mẫu nào coi số 7 con. À đá banh mà banh số loại thường á hả? Loại cô tông 2 chiều á hả? Nghe không có cái loại đá size nhỏ, nghe có size loại lớn không mà. Có loại xịn không à. Đá banh là loại cao cấp nè em. Cái này hết không? Cái này là số 7 đâu. Cái này là đá banh nhưng mà hàng cao cấp thôi nha.
là màu trắng này. Đó. Số 9, còn số 9 không? Cái này chắc phải lấy số 9 rồi, số 7 hơi bị nhỏ rồi. Lấy số 9 đi con. Nào, loại nào số 9 quăng lên đây. Cái đây có số 9 không con? Rồi 90 luôn các chị ơi, 90 nha. Hàng đẹp lắm luôn, cái hàng sợi ba. Ly ơi, cái thể thao này á, là thể thao dành cho đá banh mà lầu xịn á, chứ không phải lầu thường đâu. Đó, đẹp tuyệt vời luôn nha. Rồi 90 cho em nha. Chị lại 90, chút nghe 90 nè. Đây. Đẹp lắm luôn. Nó con kìa. Không lấy màu trắng hay lên màu đỏ. Có màu đỏ không con? Màu đỏ con mới đưa đây. Rồi cái màu xanh cốm có không con? Đỏ. Cái này là có đỏ này. Vậy là còn cả hai bộ này là. Cái bộ kia hết xa luôn rồi hả? Vậy nghe còn cả hai bộ này thể thao rồi. Đẹp lắm luôn. Đây nè. Rồi 90 giùm nghe nha. Loại xịn nha. Lấy em 3 bộ 3 màu. Còn có màu đây à Ly ơi. Đó. Đẹp quá chừng luôn. Màu trắng chị không lấy. Ừ. Màu đỏ lên cho Ly Phạm này. Một bộ. Để chị nghe lấy mấy cái mẫu kia luôn cho nha Ly nha. Lấy cái mấy mẫu mà có nào có số 7 á, cô lẻ sai á, cô sale luôn cho Ly Phạm. Mẫu nào có số 7? 90. Để chị đang lên nè, em chấm đi chị lên cho. Đây nè, em nghe có màu vàng còn bộ này. Còn bộ này số B nha, 16 con, 15 16 con. 15 16 con cho em nghe nha các chị. 16 con là mặt rộng rãi rồi đó, màu vàng. 90 nha các chị, còn một bộ nè. Đấy, bóc ra màu luôn con. Cái này tất cả là cái mẫu này là thông hơi nha các chị, thông hơi cá banh nhưng mà thông hơi, đẹp lắm. Rồi, cái này là nhí còn size gì? Còn 10 con đến 25 con này. 80 luôn. Rồi chốt nghe 80 sáng nha. Cái này nghe còn nhí nè. Thể thao rồi. Đó đẹp chưa? Còn nhí rồi. 1 với 2 là 10 con đến là 14 con. 14 16 con với một bộ 25 con. Rồi 80 luôn các chị ơi, Adidas. Đẹp tuyệt vời luôn, Adidas xám nha. Chị lấy xám chút nghe, xám 80 luôn. Cái mã này còn nhí còn 2 3 bộ nghe, cũng sale luôn. Theo hết nha. Cái này theo này, nó bo tay như thế này, rất là đẹp nha. Em rồi, lên màu nhớt. Rồi 25 kg ok em, lấy bộ màu xám 80 nhớt. Màu này màu nhớt. Rồi chị lấy nhớt chút nghe nhớt. Em lấy sắc đất không? Chị coi kiểm tra có sắc đất thì sale luôn cho. Rồi, chị nào lấy trước nghe nha. Màu này là màu nhớt. Màu nhớt luôn, số 7 luôn, 25kg đúng rồi, 24-25kg đó em. Nếu mà 80 con. Bộ nhớt có 25kg à. Lấy bộ nhớt luôn đi con. Đây bộ nhớt này, số 7 luôn nè em. Bé nó học lớp mấy rồi, cao không em? Đó, đẹp chưa? Cái màu nhớt này rất là đẹp nha. Tất cả các màu đây, cái form đồ này. Lấy màu nhớt này cũng có nhí thôi. Đại cồ hết luôn. Hàng của Style Yumi 80, siêu rẻ luôn. Nhớt này con, chốt cho ấy luôn. Lấy sắc nát đi con. Tay ạ. À.
À bây giờ gửi luôn hả? Gửi luôn hả? Bây giờ là đi đơn luôn hả em? Rồi ok em. Rồi ok. 80 90 100. 80 90 100 luôn các chị ơi. Em nghe còn 10 con đến là 14 con này. 15 con. 10 con đến 15 con cho em nghe nha. 10 con đến 15 con. Sport cam. Rồi 80. À 45 kg là 90, còn một bộ 45 40 42 45 kg là một bộ. Size cù là nhiêu ký ta? Size cù này mình size nhiêu vậy con? Tiếp nào, con xíu con bỏ cái mạc ra cho cô. Đây, 65 kg, 60 65 kg. Coi bệnh coi like con. Đó. Rồi, là 100 nha. Cái này em nghe còn có 3 bộ nè. Thể thao các chị ơi, thể thao lên thể thao. Hả? Em lấy cái này không có được. Ở chỗ nào? Ở trong cái bàn nhỏ á, mình đúng không mà. Ngon cũng đứng đây coi thử nó chỉ cái gì con. Em có nè, chị có số điện thoại, gửi địa chỉ của em luôn. Em có lấy thêm nữa không chị Lai? Còn bây giờ em chị nghe qua mã nha. Rồi chị nào lấy hàng gì lên tiếp nha. Dạ, Lý Phạm bây giờ chị đi đơn 3 bộ đó đúng không em? Rồi để chị gửi nha. Chiều nay đi đơn cho Lý Phạm luôn em. Nha con, xám này. Rồi chị nào lấy xám chút nha, xám này. Đó, 80, 90, 100 nha. Xám này còn size gì con? Cù. Size đại. Hai đại hai nhí hai đại hai cô các chị ơi, hai nhí hai đại hai cô. Rồi 80 90 101 luôn các chị ơi. Bộ nào còn nhiều thì thông cảm cho em không thể xem nhiều được nha. Siêu này là em xỉu luôn. Rồi chị nào một xám chút nghe xám nha. 10 con đến là 15 con luôn. Rồi ok cảm ơn em. 10 con đến là 15 con. Rồi một bộ là 26, một bộ 45 con. Còn bộ cô là bao nhiêu size ta? 75 kg luôn các chị ơi. 50 đến 75 kg. 50 đến 75 kg nha. Em đây 75 kg rồi các chị ơi. 75-76 kg cho em nghe. Trời ơi nó đẹp. Đẹp xỉu luôn. Size này còn 75 kg này. Chị là lấy chút ngang 101. Đẹp lắm luôn các chị. Con thể thao mặc đẹp tuyệt vời cho em nghe. Rồi chị là lấy chữ sport. Sport này nó theo hai cái bên này nó cũng theo luôn các chị. Theo rất là đẹp. Mấy cái đường nét này rất là đẹp luôn. Rồi ok. Bây giờ em nghe qua mẫu khác một xíu nha. Lên đầm đi con. Lên ít đầm đi con. Lấy đầm, lấy bộ, đồ ngố rồi xuống. Em bán gọi là các chị tới như tới gian hàng em vậy. Em la là các chị có thể tới gian hàng, từng gian hàng em phục vụ các chị từng chị một. À đồ lấy sao? Chị nào thấy em nghe cho em nghe xin chấm đi các chị ơi. Trời ơi bộ màu sáng nó đẹp lắm luôn. Em còn 75 kg này. Đó 50 đến 75 kg nha. 101 má hú luôn. Rồi chị nào lấy ủng hộ em nghe nha. Đẹp lắm luôn á. Em chờ bé nó lấy đồ bị gái. Trời ơi. Rồi cảm ơn nha. Không, cái này mặc hoài thôi. Nói thiệt luôn mặc hoài, không có hư hao gì hết trơn á. Con quăng mấy cái đồ dài ra cho ngoài kia cho nó rộng đi. Đó, ăn đi. Bữa nay nắng rồi không có bán đồ dài nữa. Bắt đồ dài bớt đi. À do ngay. Em lấy một bộ 45, một bộ 63, một bộ 20 mẫu nào vậy? Một bộ mẫu nào? Mẫu này á hả? Mẫu này là 45 kg.
đúng giá, chị nghe nó bao giá cho em luôn. Chị đã like trên này là giá công khai rồi. À, em lấy mẫu nào? À, do Nga ơi, do Nga lấy mẫu nào chị nghe lên cho. Nè, thắc mắc này, Nga đang sale cái màu xám. Màu xám này đúng không? Màu xám này size 45kg có, 63kg có, bộ 20kg không có. Đây. Sáu mươi ba ký có này, lấy bốc bộ 45kg cho con. Đây 45kg có này, nhưng mà bộ này 20kg chị nghe không có em ơi, có lấy không chị nghe chốt. Rồi cảm ơn chị. Nghe không có bảo đơn nhưng mà nghe đều đều vậy á, khách tới nhà mua này nọ, nói chung là bán cũng được. Còn bảo đơn sập đơn mà sập nguồn đồ luôn là chắc không có, tại hàng cao cấp nè. Màu xanh luôn, màu xanh luôn nha các chị, xanh coban và sáng nha. À, do Nga 20kg không có. Ừ, 20kg không có. Cho đồng phục luôn. À, cho đồng phục là giờ màu xám, lấy màu khác được không? Cái màu xám hàng mới về có sai không? Sai số 6 á. Hết luôn rồi. Xám mới về cũng hết rồi. Còn xám sắc nách kia có không con? Ô á. Đó, con coi thử có không. Rồi xanh coban nha. Xanh coban này nha, còn là gì nè, nhí 10 con đến 15 con, 10 con đến 15 con nha các chị, 16 con, 10 con đến 16 con. Rồi xanh coban luôn các chị ơi, xanh coban 10 con đến 16 con, ủng hộ nha. Đẹp tiểu nha, 10 con đến 16 con, chị nào lấy nghe xanh coban. Không có luôn. Lấy mấy mẹ sắc nách ra hết đi, tư siêu cho. Bảy mươi lăm ký nè, 50kg nè. Trời ơi, nghe sai còn sai 40kg nè. Cái này hết nhí rồi. Rồi ơi, 190, 101 luôn. Cái này 40kg đó chị ơi, 38, 40kg nha. Đẹp tiểu luôn. Màu khác có đủ size hả? Lấy cái màu nào còn đủ size hả con? Màu xanh lạ đó có đủ size không? Lấy cái hàng mới đi. Hàng mới chứ màu cũ đó không còn đâu. Mẹ chỉ còn coi chỉ con size nhí thôi. Size nhí còn số 6 là được. Con coi mẫu nào còn xanh nhí là được. Lấy màu đỏ, màu đỏ, màu vàng, màu đỏ. Đây màu cam đây. Đây đây, màu cam lấy size màu cam đây số 12. Đây 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 đây, cái đó hết rồi. Màu xanh lạ không hết size cù. Cái đó không có xây cồ, có xây cồ. Sai đại lấy bao nhiêu? Có xếp vùng riêng bé trai có, trời thôi vì nhiều đó, ốc phun sinh. Em lấy bé bao nhiêu ký vậy? Đây nè, màu cam này thông hơi nha. Rồi, cồ nữa, cồ size L. Kiểm tra size có đầy đủ mới nói hết được. Đây em, đẹp nha. Rồi 101, 102, 103. Cái này là thông hơi á, do ngay. Rất là đẹp luôn. Nó cao cấp hơn một xíu. Nó thông hơi. Cái kia là không thông hơi. Nó cũng đều là style Yumi luôn. 101, 102, 103 cho em nghe. Đó. Đẹp tuyệt vời. À, ốc phương trên ơi, lên số ký thì nghe lên đồ luôn nha. Đấy. Cam nha. 10 con đến 25 con. 26 đến 45 con. 46 đến là 76 con. Ok chưa các chị? 76 con là trừ hao rồi. Cái này cái anh nào cao cao á, mỗi mốm 80kg nên được nha. À, chồng nghe cái 80kg mỏng mặt size XL. Rồi được, ok nha, cảm ơn Do Nga nè. Chốt cho Do Nga một mã này, Buma nha, cái này xong hơi. Rồi ba bộ.
Cảm ơn. Lấy mẹ gì chị Nga lên luôn nha, 17 kg. Trời ơi, 17 kg thì lấy cái này cho Nga. Lấy cái màu đen nữa, cái màu đen nữa. Đó, bóc một bộ luôn. 125 nha, 125. Đẹp chưa? Cái set này y như hàng Quảng Châu vậy đó. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi 125 cho em nha. 101, 102, 103. Đúng rồi, nhí là 101, đại là 120. Như mặt lên cưng luôn luôn nha các chị. Mặt luôn cực kỳ cưng, nhí đại. 125, 135 cho em nha. Ở thời điểm này mà cái giá 125, 135 là siêu đẹp nha. 125, 135. Rồi cam, zero, đen. Đen phối như thế này nè. Đó, rất là cưng nha, 125 luôn. Rồi, zin này là zin mềm mại nha. Mặt sướng cực kỳ luôn, bé là 17-18 kg. Mặt mấy mẹ này, thoải mái. Đó. Rồi, chị nào lấy đen chút nha, phối đen. Phối đen, xanh, cam, cam zero. Vàng còn có mấy đây hả? Cái này em nghe hết cô đâu. Quần riêng ngố hả? À lấy quần riêng ngố hả? Đâu con? Mười bốn đến là 25 con. Đó, giót đan nha các chị, giót đan cho em nha. Hàng của Star Yumi thể thao nha. Hôm nay em chơi mạnh về thể thao. 80, 90. Và cycle 46 đến 75 con là 101. Cam có size lớn không? Cam có size lớn không hả? Em lấy cam mã nào? Cam mã mới hả? Cam mã mới coi con số 10 không con? Trời ơi đẹp chưa? Số 10 rồi con. Rồi vàng nha, vàng giót đan, quần riêng ngố. Rồi ok, để nghe lên riêng ngố nha. Bạn mà mới vô con đúng không? Size lớn size con em hả? Ủa, Thiền Nhân hôm qua là lấy cái màu cam rồi mà. Có quần rin lửng 40 kg không? Quần rin lửng là bé trai hay bé gái? Chị nghe có. Lấy bộ ép rin đi con. Bộ ép rin, quần rin lửng đó, 17 kg. Rin, rin, chất tiết rin đó, ở dưới cũng được. Đó, thay màu đỏ, màu cam rồi đem ra đây. Đây, cái này là màu đỏ nha. Cái này còn size gì đây? 10 con. Trai, bé trai có. Trai lấy riêng size cho con, riêng đùi ạ. Đừng có lấy riêng dài, riêng đùi bé trai nha. 10 con đến 16 con. Nghe cái mã này nha, còn một bộ 60-65 con. Rồi 10 con đến là 10 con đến là 15 con. 10 con đến 15 con này các chị. Rồi chốt cho em nghe 80-100. Còn một bộ nghe xe 100 nha. Hai bộ, ba bộ đi lên là chốt nghe 101 giùm em nghe. Bộ cam quần riêng. À bộ cam quần riêng có. Lấy size lớn nhất thôi con. Có, size 30 kg có. Rồi chị nào lấy trước nha. Đây đây con. Có 13 chưa? Có nè em, có nè. 135 à. Để đẹp nha, trời ơi nó đẹp. Đấy, đẹp xỉu chưa? Cái này là quần đùi nè. Đó, 135 thôi nha các chị. 135, rồi 30 kg, còn một bộ. Rồi zero luôn nha. Zero này, mặt cô tông, mặt mát cực kỳ luôn. 135, 125, 135. Cô quần tin kia là quần tin gì con? Sai gì vậy? Ở đây nó 32 kg rồi hả?
Ta 2 ký mỗi lấy vừa không ta? Để đi. Rồi nghe chốt, để nghe đo sai cho. Nếu mà vừa là nghe chốt cho nha thiện nhân. Chốt cho thiện nhân đi, tí nữa chị cô đo sai cho 40 ký. Coi quần này còn à. Còn quần nào nữa không con? Size 20. Một 35. Quần ngố nha các chị ơi. Em còn có mấy cái này à. À size 22 nè. Cái quần này nó đẹp quá mà nó bị lỗi chỗ đây rồi, nó bị dạng mình bỏ bi rồi, nó bị bạc chỗ đây. Đó. Cái size này 22 này, hàng của HM này, cao cấp nha. Bi con lấy bi lớn không bỏ vô hết đây. Chưa. Hàng đặt chờ nơi sản xuất nữa. Chờ nơi sản xuất nữa. Giờ mai mốt gì có thì nhau. Mai mốt em lấy bộ nào lấy chứ cái chuyện nói size 32 kg em lấy giùm chị size 11 nha. Ok chưa? Bữa nay mà 30 kg lấy sai. À 32 kg là số 10, 30, số 10 là 35 kg thôi. Nếu mà ảnh tròn thì tăng size lên giúp chị nha em gái. Để cho nó chọc số 10, số 11 nha. 9 10 11 hết liên tục. Đây. Rồi chị nào lấy cái quần này em chia cho các chị với giá là bao nhiêu đây trời. Cái size này 40 kg đó các chị ơi, 38 40 kg rộng rãi nha. Trời ơi, hàng 100 mấy cô nghe, bây giờ sale nhiêu đây trời, 60 ngàn. Chị nào lấy em nghe sale 60 luôn, sale lỗ luôn. Nó bị cái này về dơ giặt ra một chút. Đó, nha. Lên bé trai 26 kg đi chị. Nguyễn Hương ơi, em lấy thể thao hay cô Tông, lấy cái mẹ gì đó chị nghe. Ly ơi, Ly Phạm ơi, em có lấy cái quần này, chị sale cho em 60 luôn. Trời, hàng 180 của chị nghe, xe cồ 60 ngàn. Đó. Đây là nghe nó dạng như mình bị bụi á, bị bụi bám á, về chặt ra nha. Chặt ra nó sẽ không có bị rõ như bây giờ đâu. Nó sẽ bị lỗ nhẹ ấy hơn, 38 40 kg cái quần này, bị có một cái quần này. Để siêu. Cái mẻ này bị lỗi là để riêng ra. À, là quần riêng áo thun hay sơ mi á chị? À lên quần xích quần riêng áo thun hay sơ mi hả? À? Quần riêng áo thun chứ quần riêng sơ mi nha phải phối à. Ra lấy cái mã ép riêng á. Quần nào là quần riêng á, mã nào quần riêng á, áo bun á, cỏ vô. Rồi, trong đây. Kia, cái xấu cái này. À, còn mã khác nữa chứ. Quần riêng còn nhiều mà lắm mà con. Quần riêng nha. Lấy quần xích nào xích riêng á. Chị ở Quy Nhơn. Em gái ơi, chị ở Quy Nhơn nha. Rồi chờ bé nó lấy thêm mẫu cho Ly Phạm ơi. À 26 kg nha, có mẫu này. Đây. À con, em mua cho con em hả? Rồi để chị nghe lấy mẫu khác. Lên mã lấy mã váy đỏ caro bé em, lấy váy đỏ caro. Đây. Váy đỏ caro nè. À, với đỏ cái rô là 101 nha, 101. À, 26 kg, 27 kg, lấy số 7. Đây cái mã này đẹp năm lắm này, mới như là phạm lợi đó. 101 120, mà giờ chốt cho em nghe trên la 100 101 nha, còn xuống la là nó sẽ là 101 120. Ok chưa, chốt liền cái đây, đẹp tuyệt vời luôn nha. Mặc đi đám cưới là đám hỏi là số con mình số 2 chẳng ai dám số 1 dành đâu. Ok luôn á, thiệt bở liền nha. Lấy số 7 ra cô, lấy số 7 cô coi. Số 7 á, 26 kg đúng không? Lấy số còn số nào luôn không? Cái form này nhỏ này, tăng xa lên con. Lấy số 8 đi. Số 8, số 9 nó cao, lấy số 9 này. Số 9 cô coi, bung lên số 9 luôn, bung luôn rồi. Đây này, xếp này nha, 26 đến 30 con.
26-30 con này, cái vùng riêng của nó này đẹp nhất nết luôn nha. Hàng 180, hôm nay cái chị chốt nghe 140 nha, size đại. Rồi chị nào có size nhí luôn, chị nào chốt nghe là 130 size nhí luôn, đẹp tuyệt vời. Cái size này mà các chị nào mà mua nó là mắc cứ gửi lại nha. Hàng Evrin bao chất bao vải luôn, cái chất quần Evrin nó đẹp lắm luôn á. Đó, cái quần Evrin như Phạm Lợi lấy một cái quần đen ông bo là cái này nè. Đó, nguyên cái set này chỉ có 140 thôi, nghe sale 140 thôi. Phạm Lợi mua một cái quần 200 mấy luôn, 30 kg, không bị ngắn, để nghe lên set khác cho, cái này ngắn á. Đấy, đẹp chưa, quá trời đẹp luôn nha. 140, còn 26-30 con, 26-30 con nha. Naturo hay sao á, phải không? Không phải Naturo, cái này không phải, hàng Evrin này cao cấp lắm luôn các chị, đừng có bỏ qua cái này cho em nha. Hàng máy hàng Evrin này đẹp tuyệt vời luôn. Em nghe còn hai bộ nhí và yeah, set nó đẹp lắm. Số 9 hả con? Có áo polo không chị ơi? Cái áo hàng Quảng Châu nó giống polo. Có áo hút siêu nhân 20 kg không? Bé trai hả? Có, lấy siêu nhân bé trai đi con. Đây cho Phạm Lợi này. Lấy một đỏ hả Phạm Lợi? Lấy một đỏ được không? Đẹp lắm luôn á. À Ly Phạm lấy xếp luôn đi Ly Phạm ơi. Ly Phạm không, áo khoác, áo khoác hàng Quảng Châu á. Đây mã này luôn nha, đẹp chưa, cái 6 nha, hàng của HL luôn. Xếp đó, jean đó có màu tối không hả? Bây giờ còn màu nào? Lấy cái váy đỏ luôn con, lấy cái váy đỏ màu hồng luôn ấy. Siêu nhân á, hình siêu nhân á. Không, cái này váy to mà, con lấy số 9. Cái này có nhí đại mà. Cái đó là 101. Lấy màu màu size đại kìa. Lấy quần thôi, áo em nhiều hả? Con ra con thấy lấy có quần không? Lấy số 9 đi. Cho Phạm Lợi luôn, 100 luôn. Cái đó mặc rộng rộng đẹp. Để nó đi, nó lấy hàng Evrin vô cho. Đẹp chưa các chị, 140 luôn, cái size đại luôn. Rồi chị nào lấy 140, chút nghe 140 nha. Xin coi giảng luôn. Ít xếp cô em hả? Rồi ok. Đó, cái 6 này 25-26 con. Đúng rồi, với lần cái màu đâu mẫu đâu dây nữa. Rồi cá sấu màu đen luôn nha các chị, cá sấu màu đen luôn. Rồi chị nào lấy cá sấu màu đen chút nghe, cá sấu màu đen. Mấy cái set này có 24-26 kg, 27 kg thôi nha. Đó, em nghe lên lên set cho chị nào nè. Rồi qua mã luôn nha. 17 kg hết size rồi. Cái này nha con, 15-16 kg được không? Màu đỏ này. Trời ơi, đẹp lắm luôn nè. Ốc phun trên 15-16 kg được không? Đó, 15-16 kg được không? Đẹp xỉu luôn á, 140 cho em nghe nha. Chị lấy 140 chút nghe, 140 đỏ. Rồi chị nào lấy đỏ chút nghe, đỏ. Còn số 3 à. Thế à, chạy xuống lấy bị cam đi con. Bị cam đưa cho. Đó, để xuống. Từ từ hả? Ra lấy coi quần rin nó còn rồi, thêm mà lấy quần rin vô con. Đây áo khoác nha, hàng Quảng Châu cao cấp cho em nha. 20 kg, 10 cái này là 16 con đi lên tới 28 con đó các chị ơi. Bây giờ các chị 240 nha, các chị chốt như 200 nha. Còn cả 2-3 cái này siêu nhân, cái này em nghe siêu nha, tại vì nó còn cả 2-3 cái. 200 hôm trước là 200, sau 220 giờ là bán luôn cho các chị 200 ngàn, 220 giờ 200 luôn đó. Đẹp chưa, siêu nhân nha, hàng Quảng Châu. Đây các chị xịn nha, cái hàng này nó đi vòng 300-300 mấy đó, chứ không có hàng 200 mấy đâu, yên tâm. Cho các chị test hàng hết mà, hàng Quảng Châu cao cấp nha. Đó, cái này là mặc mát, nắng mặc mát, mùa trời mà xe lạnh mặc áo khoác bên trong cũng được luôn. Nói chung nắng mưa mặc được hết nha. Dáng thì rất là đẹp luôn. Đây, nghe còn đây là siêu nhân này. Rồi cái này đôi giày,
ở dưới đó con, nó là chồng ở dưới đó. Coi cái chồng là quần đùi á. Đúng rồi, cái mẹ đó đùi rồi con. Coi mẹ đó đùi ạ. Đây, cái đây là đôi giày nha các chị. Cái này là hình đôi giày. Đó. Rồi chị Phương ơi, chị còn ở đó chấm bài em đang lên áo khoác các chị nha. Rồi 200 luôn các chị ơi, 200 luôn. Size 16 đến 28 con. Để ông chờ một xíu nó biết nó lấy được sao. Lên tiếp tiếp đi con, bóc tiếp đi. Đưa đưa xích vàng đó đi cô tôi coi. Còn nó mẻ gì đây. 20. Ảnh cao tới 1 mét mấy luôn không? Có xa 20 là khi vừa. 20 10. Đây là còn hai chiếc này này size cổ. Rồi, to quá. Rồi chiếc này size cổ rồi. Cái này size cổ 160 luôn. Size này là 45 50 cân. 45 đến 50 cân cho em nha, bao rộng rãi luôn nha các chị. 45 đến 50 cân. Rồi chị này lấy trước nha, 160 luôn các chị ơi. Mũ nha. Mũ hàng HL cô tông chính phẩm lần 1 hết em nha. Đó chị nào lấy trước nghe nha. Lý Phạm cho chị nghe một xíu nha em. Bé nó đang lấy quần. Quần đùi đây nè. Quần này quần bé gái nè. Trời ơi. Áo khoác dù hả? Dạ đúng rồi chị, áo khoác dù. Xích tím coi sao thử. Xích tím còn sai không ta? Cho em xem. Cá sơ mi sau lưng chị bé trai hả? Xích tím coi thử cái dù cái áo có cổ không? Có áo có cổ không? Dạ có chị. Nguyễn Hương có cổ nha. Áo có cổ em có. Trời ơi cái quần này luôn các chị ơi. Đẹp chưa? Quần ống rộng nha, cái mềm mại cho em nha. Còn hai cái này. Còn hai cái này các chị ơi. 28 con. 28 30 con nha, 28 30 con. Size đại. Rồi xe cho các chị 80 luôn, vinh nha. Cái này là theo hàng Quảng Châu, à, không phải hàng An Đông á. Cái này hàng An Đông, 80. Quần đùi cho bé gái luôn. Size này khoảng tầm 35 con. 30 32 con là rộng rãi nha. Rồi, chốt nha 80 luôn. Hàng cái này rất là đẹp, phim mềm mại hết em nha. Còn cái à. Rồi cái này nha. Trời ơi đẹp quá hả? 40 luôn con. Cái này đã còn xa nhỏ trong này nè con. Không, cái chồng ở trong đó là quần dài, cái chồng kế tiếp á. À cái chồng đó. Để cô thôi để nghe cô lấy nha. Con qua con ép riêng chỗ đây này, cái ngã nào có nhìn viên nó con cầm đi cho con. Đây này con nào tiếp. Đây là tiếp luôn hả? Rồi lấy mấy cái đồ lát đồ Mỹ nè. Đây vô đây. Lấy cái lát đồ Mỹ sắc mắt vô đây con. Khi ngủ bán hết rồi vậy.
còn cà tươi kia nè, có đùi cà tươi kia nè, á, đùi cà tươi ở dưới đó con, lấy đùi cà tươi qua đây con, dưới ngay cây con á. À, 28 kg. Rồi cho ta Lê Hồng Phương. Lê Hồng Phương này 80 luôn. Còn có 2 cái anh xem. Lấy cái cục sạc đây. Lấy chiếc tím đi con. Chiếc tím này. Chiếc tím đây này. Coi còn size gì đưa cô. Chiếc tím đây. Đây còn size này 95 luôn nha Phạm Lợi, 120 á, còn 95 nha. Chị hai giờ đi hả? Kêu luôn 95 này, số 8 này, 26, 28 con. Đó, đẹp lắm luôn nha. Trời ơi, cái này dễ thương lắm luôn các chế ơi, nó như Hàn Quốc vậy đó. Lê Hồng Phương. Đây, chân váy có chip bên trong luôn. Đó, rồi 95 ngàn thôi. Nghe còn 10 con đến là cái số ơi, còn bộ đây số mấy con? Số 4, 16 con. Cái kia 10 con nha. 12 con, 12 con, số 2. 12 con, 16 con và cái này 26, 28 con. Đẹp xỉu nha. Hàng của Nuni á, hàng của Nuni á. Cái này, đó cái đất nó dày nhưng mà nó có đều vô đây rồi. Rồi, rồi Phạm Lợi này. Lấy cho Phạm Lợi này. Phạm Lợi 95 luôn con. Rồi bóc hùng viên đưa con, bóc hùng viên đây. Con lên cầu thang á, có xếp hùng viên nào á của xã đại xe cô đem xuống đây cô. Một cam cô nhớ một cam, một xếp. Lên ít cái tim đùi. Rồi ok em. Đây này, size 40 kg này. Đây. Bộ tím 24 kg là 28 kg là hết rồi. Bộ tím 2 kg là chốt cho Phạm Lợi rồi em, còn có một set đó. À, con lấy cái set thêm set đi con. À, set màu Mickey mà màu hồng với màu vàng á. Mickey màu hồng màu vàng á, trong váy á. Đẹp chưa? Hàng của cái này, quần jean này á là quần jean của gì, của Evrin nha các chị. Quần jean này Evrin dày dặn mà size là size cổ khủng cho em nha. Đó, size 40 kg đến là 75 kg luôn, 140 luôn các chị. Hôm trước là em nghe bán hình như 180 hay 200 gì đây này, hết rồi. Cái này đợt này lại đợt về sau này, mới về đợt lễ đợt vô này, đẹp quá chừng luôn, co giãn mạnh cực kỳ luôn, cỡ nào cũng mua cũng vô. Và chắc jean nó rất là mềm nha. Rồi chắc riêng rất là mềm luôn. Chị nào lấy cái này em bán 140 luôn. Quá. Đây. Xuống là để không biết nó lấy cái bị ấy đưa cho chị hai đi. Đây này, Phạm Lợi lấy bộ này cho nghe nha. Ý là ảnh cao á. Đó. Biết, đây này bây giờ nói với tôi nè. Được, chuyển đi. Chuyển đi. Ý là chuyển đi, chuyển đi rồi cô Tư đưa tiền lại mẹ cầm về luôn. Rồi, 108 chốt nghe 106 thôi. 108 chốt mẹ, chốt nghe 106 thôi. Đẹp tuyệt vời nha. Chích riêng. À, sorry, sorry, sorry. Xe cô đấy con hả? Đây xe cô con. Không có siêu được. Bây giờ siêu 107. 107, 200. Trời, 220, 240. Chích cha bà là quên lộn nhầm giá, dạ. Nhầm giá cái bộ, chích bộ. Em 1.9 mà cho vô quê con. Sao mẹ đang bán đồ mà con vô con hỏi lung tung vậy con. Size đại với size cù nha. 25 đến 45 con, 46 đến 65 con cho em nha.
Trời ơi đẹp lắm luôn á. Bán đậu liều sai lộn vé hết trơn. Trời ơi chết rồi. Đây xít rin nha, xít rin cho em nghe. Chị nào lấy xít rin này chốt nghe xít rin nha. Bán luôn. Chốt cái chốt cái bộ này nè. Ảnh 35 kg mà ảnh cao lắm. Lấy size 12 đi con. Lấy size 12. Lấy size 12 ảnh mặc cho nó vừa. Lấy size 12 nha con. Size 45 kg. Ờ chết cha quên rồi. Nói chị 20. Nói cô 20 cho cô Tư đi. Đây 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 con 12 đây. Trời 124 đồng. Chốt đi thôi chốt đi. Xám luôn, xám rồi, lỡ rồi. Phạm lợi, phạm lợi. Lấy size 35 kg thôi hả? Không, do tại vì nó ngắn cái áo. Giờ lấy size 11 đi. Lấy size 11 không? Nghe đo chiều áo cho. Nghe đo cái áo cho. Màu xám nữa nè. 180 nha Phạm Lợi. Cái áo đó 220, 240 rồi. Mà nghe nhớ nhầm à. Quá. Đây nè 180 là bộ này nè. 180 là bộ này cho nghe. Đó. Nhầm rất là dễ nhầm. Hồi bữa cũng vậy. Nhầm cái set này với cái set kia. Cái set kia là set jean. Mà tính giá cho khách là cái set đủ set này. Đây, ai chịu nổi không? Cái quần nha. Quần này là quần. Cái quần con chứ không phải là cái jean. Dễ bị nhầm lắm. Tại vì nó cũng là set. Nhưng mà cái set này á là set quần. Dù ải cô tông. Còn cái set kia là set jean. Nên các chị thông cảm nha. Nhiều lúc nó qua nó lại em nghe cũng sợ các chị buồn. Nói sao lúc nói vé này vé kia. Nhưng mà tại vì hay nhầm vé. Rất là đẹp nha. Xám. Rồi chị nào lấy xám chút nha xám. Rồi sorry các chị nha. Chứ em nghe không phải là nói qua nó lại đâu. Cho em hai quần như đấy được không? Được được. Rồi chốt nha. 140 cho Lý Phạm luôn. Con lấy cái size này nè. Hai cái cớ luôn. Cái này 37 38. Được chưa? Cái này 37 38. Chốt hai cái luôn. Chốt chỉ 140 thôi. Sale rẻ luôn. Trời nhận cái quần đó về là đẹp mê nha. Nghe nói thiệt đẹp mê luôn á. Chứ không phải vừa đâu. Rồi lên set tiếp nè con. Cái set mà Mickey đó con. Con nhớ cái set Mickey kia kìa. Đó, xếp đó. Trời ơi, đẹp nhất cái nách luôn nè. Chị Hồng Phương ơi, chị lấy cái quần này. Bộ này cho em, 100 ngàn thâu. 100 ngàn thâu, có size nè. Cái này em nghe còn đại không à. 26 con đến là 35 con nè. 100k nha. Còn quần riêng đấy không? Còn cái mã nào nữa không? Đây khác rồi đúng không? Một kiểu mà. Nhưng mà có hai màu trong đó. Đây 100 nha. Xe đại thôi các chị ơi. Chị phải lấy 100 chút nghe 100. Còn xe đại thôi em sale luôn cho các chị 5 ngàn nữa. 95 ngàn. Em nghe còn 3 bộ. Kiểu khác hả? Kiểu một kiểu mà. Màu đậm màu nhạt. Lấy đi hai size 37 38. Cái vùng đây nè. Đó. Bề mấy? Hai mấy? Đây xe đại đâu. À đây 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 đây. Phạm Lợi lấy cái này nha. Đây còn size 31 nè. Đẹp chưa? Phạm Lợi lấy cái này nha. Trời ơi 140. Má ơi tôi cũng nhớ giá luôn. Ủa, lấy cái này cho Phạm Lợi cái này nữa nè. Đẹp nè. Lấy cái áo. Lấy áo có một có cổ. Hai quần đây là của ai thôi. Hai quần đó cho Ly Phạm. Còn cái đây là cho Phạm Lợi. Ly chịu Phạm Lợi trước đi. Một cái này cho nó dễ nhớ cho con. Rồi cái set này 95 ngàn. Còn có 3 bộ em treo luôn 95. Lấy set màu đen đi. 17, 16.
140. Tiếp màu đen con. Đó màu đen mặt cười đó. Nhí đại luôn, qua qua đây cô Tư. Đây các chị ơi, nhí lý nhí đại nha, màu đen. Rồi nhí đại luôn các chị ơi, 140, 150 luôn, nguyên xét nha. 140, 150 luôn. Cái này tới 28-30 con thôi các chị ơi, 28-30 con nha. Chị nào lấy cái áo cũ mà hàng giống Polo, em có hàng Quảng Châu, chắc vải nó giống Polo nhưng mà nó là hàng Quảng Châu chứ không phải hiệu Polo nha. Đó chị nào lấy thì ok giúp em lên cho. Đó 140, 150 luôn, in heo luôn mặt cười nha. Hàng của HL luôn các chị ơi, in hai mặt trước mặt sau như thế này. Bao xinh luôn. Rồi đen chị nào lấy đen giúp nha, đen. Đen các chị ơi, đen. Đẹp xuất sắc luôn nha, đen. Nhí đại 10 con đến 24 con. Còn 25 đến là khoảng tầm 28-30 con thôi. Sai đại em còn có 2-3 bộ. Màu hồng 95 cho em xem. Rồi ok em Lý Thảo, hai quần riêng. Rồi Liên Tân màu hồng 95 cho em xem lại. Rồi ở đây 95 nè. Đó đẹp lắm luôn. Cái set này mặt cưng lắm luôn. Nghe còn 12, 13, 15. Đó, trời ơi nó thuộc. Rồi chị nào lấy chốt nghe nha, 26-35 con. 26-35 con. 26-27 con đi lên nha các chị. Đưa mấy cái set thun lên nghe sale cho. Còn cái nào nữa không, đi xuống sale luôn cho rồi. Nghe có mấy cái set nè, nhưng mà vải thun này, vải thun 3D này, thun lạnh á. Nghe sale cho. Đây là thun, mấy cái set như vậy nè con, thứ còn bộ á. Lấy lên hết đi cô. Cô gái này 26-28 con này. Biết rồi, gồng mặt váy thôi hả? Dạ yeah, đẹp lắm luôn á. Thích mặt hở lưng không? Lấy cái váy màu vàng mà hở lưng không con? Tóc size nhỏ nhất đi. Đó. Mẫu mới về. Váy cái gì nhiều lắm. Bởi vì bữa nay các mẹ cũng mua. Rồi 55 ngàn luôn, size đại nha. Còn một bộ này 26-28 con. 26-28 con nha. 28 con mặc là vừa vặn luôn các chị ơi. Đó có chip bên trong luôn. Cô gái nha, chị lấy chốt nghe sale cho 55 ngàn. Còn một set à. Hả? Thế mỗi thứ bộ anh. Nhưng mà cái này còn có 3 bộ này hả? Hết rồi hả? Đây đây, chút mở lên đây con. Đây này, đầm đây nè. Mới về luôn. Hàng của Cherry Kids nha. Nè, đó. Thương hiệu của Cherry Kids luôn. Rất là đẹp. Đây, dễ thương lắm. Đấy. Rồi 101 luôn nha. Chị nào chốt trên tường nó sẽ là 115. Còn chốt trên này là 101 cho em nghe. Các vải xịn đẹp cho em nha. Đó, cái này nghe có màu vàng và màu trắng. Rất là đẹp, hàng mới về luôn nha. Cho em xem quần sọt 80k đi gái. Quần sọt 80k với gái hả? Đây. Quần sọt này còn cái em ơi, dễ thương lắm. Chất riêng nó mềm mại lắm nha. 80k này còn cái siêu luôn. Đó, cái này là theo nha. Còn cái 80 luôn. Trời ơi nó đẹp. Dưới đó còn set nào còn lớn hay size lớn không con? Evelyn đó. À 46 ký nè. Đó 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 đó, không màu vàng, màu vàng của Evelyn đó.
đâu, còn cái mẻ nữa không? Ở dưới đó là chồng toàn riêng không á, bóc lên cho tôi coi. Đó màu đen rồi, hát eo rồi đó. Rồi chốt nha, 55 ngàn luôn nha, 26, 28 con. Đầm, đầm cho em nha, chị đợi đầm chút nha, đầm. Đầm Pikachu. Rồi Mickey, 24 con. Đầm Pikachu 24 con. Bộ bé gái này thấy không? Bỏ quay chi vậy? Kiếm, à bộ bé trai lấy ra luôn. Bộ xuân mời sao chồng vô chi? Đó, trời ơi, giấu hàng. Á, à, bộ bé gái kia nè, này, xích bé gái này nè. Đó, xích đi nó. Đúng rồi, vui xô. Không ở đây. Ai chồng của tôi chồng này? Rồi chị nào lấy chút nghe, 55 ngàn luôn. Lấy xếp bé gái này, xe đại. Đúng rồi, bữa mà khách hỏi nè, tìm sao mà sườn người luôn. Tay chồng. Tay chồng, tôi là tư chồng. Rồi 135 luôn, áo của đốt tốt nha, 25 đến 35 con. Chị nào lấy chút em nghe, trời ơi nó đẹp. Đẹp xỉu nha. Cái này nè các chị, đó nó là như thế này, quần sọt nó như thế này nha các chị, quần riêng nó mềm mại như thế này. Mà ví dụ như các chị không thích cái dây á thì cắt dây bỏ cũng được, còn để nó điệu đà mà kiểu cách hơn á mình cột dây vô không sao hết nha. 135 size đại, 25 đến 35 con. 135 nha các chị, xếp riêng mà 135 là bao các chị luôn đây đó, riêng nó mềm mại lắm. Chị nào lấy xếp là chốt nghe nha, áo crop top đó, áo crop top như thế này, in trước in sau như thế này, rất là đẹp nha các chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Đó mặc dễ thương lắm luôn em. Rồi chị lại xếp bé gái chút hai xếp 135. Ba mươi hai ký mặc vừa nha Liên Tâm, 32 ký mặc vừa, nãy nghe nói 32-35 ký á. Lấy xếp riêng cho, lấy xếp riêng nè, xếp riêng cho Phạm Lợi nè. Lấy số 9 nè, lấy số 9 này, số 10 ta. Ta coi thử. Lấy số 10 đi, lấy số 10 cho nó rộng rãi. Em mới có lấy số 10 đi con. Lấy số 10 đi. Số 10 cho Phạm Lợi 135. Em nghe còn một cái set này nha. Set này 46 con, 45-46 con. Trời ơi nó đẹp bà cố luôn. 350 này, size cồ này. Hàng Evelyn nó không tới đó các chị. 108 luôn nha. Bán 108 luôn các chị ơi, size cồ. Còn một set em sale luôn. À. Lấy cái này đi. Phạm Lợi lấy cái set này đi. Đẹp lắm luôn á. 45 con, 46 con. Mà bởi vì sao biết sao không? Ảnh mặc vừa cái chiều dài á, mà cái quần jean này nữa nó rất là đẹp nha. Phạm Lợi có lấy luôn, bán luôn size cồn 108 này, 45 ký á. Đúng rồi, có cái con gái là mê. Lên xếp cái bộ đây hơi to nhưng mà chiều dài nó vừa, bờ ngang nó may kiểu như là kiểu hàng Quảng Châu đu sệ xuống đây nè, rộng ra đó. Chiều ngang, chiều dài thì nó vừa, nhưng mà bờ ngang thì nó hơi rộng hơn so với mấy cái áo vừa rồi mới nhận đó. Nó rộng hơn một xíu. Yên tâm đi, nghe đo lại, chốt xong rồi nghe đo lại. Không ok thì nghe cũng bỏ ra. Cũng biết tính nghe mà, nghe đo lại không ok là nghe tự bỏ, nghe báo liền. Mặt đẹp là vui rồi, chứ không còn phải mua về để cất làm chi, hoặc là mình sợ nhất là bị chật. Đẹp chưa các chị? Hàng của GoGo nha, 100, 120, 140 nhí đại cô, 100, 120, 140 đẹp xỉu nha các chị. Cái quần nhí nó sẽ là như thế này, cái này tôi đắp thôi, cái tôi đắp thôi không phải tôi thiệt đâu đó. Hàng của GoGo cô tâm chính phẩm là một luôn, hàng siêu đẹp, nhí 100, đại 120, cùng 140, 120, 140, 160 hết đó các chị ơi, 100, 120, 140. Cô em 30 ký, anh cao quá mà.
Trời ơi, chiều dài cỡ đó là anh cao lắm luôn á. Cao tính ra số ký vậy là anh cao vượt trội so với số ký đó. Rồi, khi nào lấy sập chút nha, sập nha. Sọc nhí đại cô nha. Đây 85 luôn các chị ơi, 120 mày xem lần này. Bộ này này, đẹp chưa? Mèo, caro mèo nha. Cái này là đồ bộ, mặc dễ thương siêu cưng luôn. 85 đây các chị ơi, một size đại nha. Cái size đại này 20 đến 30 kg, 28 30 kg thôi. Ảnh không có làm lớn, tại vì size này cái kiểu này là size làm lớn không có đẹp. Rồi chị nào lấy chút nghe, 85 luôn, size đại mà 85 ngàn. Trời ơi. Màu hồng này, màu vàng đi con, bốc màu vàng luôn. Nãy giờ có ổng comment chị nào không vậy ta? Caro vàng nha, chị lấy caro vàng chứ nghe caro vàng, caro hồng chứ nghe caro hồng. Dễ thương lắm. Nghe nhiều cơm. À lên xếp hàng Quảng Châu kìa. Lấy xếp hàng Quảng Châu cho Phạm Lợi chốt. Tiêu luôn 125. Đó, cô gái á. Lấy mấy chiếc đó đi. Ở dưới nữa con. Mấy cái xếp đi nữa, cô gái á. Đó. Đó. Đây nè. Làm đợi bữa giờ chốt cái này chưa? Lấy cái này nha. Hàng Quảng Châu 180 vừa bán 125 luôn nha. Bán 125 luôn. Đây, lấy cái xếp này. Cái này còn size 130, 140 vừa lấy luôn. Trời ơi. Đẹp chưa? Đó. Cái này hơi to, lấy 120, 130 thì thôi. 125 nha, 125 xếp hàng Quảng Châu. Quần riêng luôn nha các chị. Đó, quần riêng này 120, 130 hả? Rồi, vậy là cái xếp tím này hơi bị bự này. Lấy cái xếp xếp hồng này đi. Hả? Màu này được không hả? Vào bè cũng được, còn chưa thích màu hồng không ạ? Đó, cô gái hồng nha. Tím hồng 125 nha các chị, 125. Nguyên cái xếp đi hàng Quảng Châu mà 125 là quá rẻ. Rồi vậy là lấy ủng hộ em nha. Rồi, xếp hồng, hồng còn một bộ. Hồng, hồng này còn một bộ không? Vàng, vàng, cái này là vàng. Rồi chị nào lấy vàng chút nha, vàng. Rồi, vàng nghe còn một bộ này, 125 này. Xếp hồng, lấy xếp hồng. Chị kia có người xếp xếp hồng. Lấy xa 130, 125 luôn. Phạm Lợi. Rồi, tiếp tục lên ship y trang đi con, lấy ra ra. Chị nào lấy hàng Quảng Châu không? Trời, lấy dùm nghe một set hàng Quảng Châu đi. Về, đẹp làm sao ủng hộ nữa. Hàng Quảng Châu nghe đẹp lắm luôn á. Trời ơi, đẹp quá chừng cô gái vàng. Rồi, lấy bộ ống ly luôn đi con. Lấy bộ ống ly luôn đi. Tám mươi nha các chị ơi, 80. Hàng Quảng Châu, bao xinh luôn. Ra lấy hàng Quảng Châu mà quần kaki á con. Quần kaki á, màu xanh nè. Màu trắng màu xanh. Nói chung là không phải là xích là quần thun đâu, mà xét cái quần của nó khác quần thun là cái xích đó là kaki. Ok chưa? Thun là biết chưa? Kaki mà của hàng Quảng Châu nó mềm mềm mà nó có giãn đó. Hả? Thì lấy ra. Lấy ra kiểm tra con nha. Hàng Quảng Châu xếp đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây các chị. Rồi 80 luôn các chị ơi, 25 đến 35 36 con, quần xếp ông Lê. Bên hông này, bên vách này, vách tay này, vách đỏ này con. Đó, ở ngoài cùng á. Đây là mặt sau nha các chị, đây là mặt sau, cái này là mặt trước cho em nha. Mặt trước cho em nha. Mặt xỉu xỉu luôn. Rồi
lên lên bộ 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 ống rộng ấy con, lên lấy sạch bộ ống rộng cho cô luôn. Lên xếp bộ ống rộng luôn. Rồi trong khi chờ đợi ống rộng đây nè, nghe lên bộ này cho các chị luôn. Nè màu màu hồng với màu vàng rồi con. Đâu đâu quay lại cô coi. Cái đây là xa nhí rồi, cái đó là cô tông rồi. Xe lấy vô khác này. Một trăm mốt, một trăm hai, một trăm chín mươi, một trăm nhí đại hàng. Hả? Đem ra đó mấy cái mẫu đó đem ra chưa bán, đem ra bán hết kia nó cóc trời ơi. Rồi 90-100 nhí đại luôn các chị ơi. 90-100 nhân hàng cao cấp bao xịn luôn các chị. Màu nâu, màu nào. Trời ơi, chị đưa ra bán cho. Ăn tấu nó đồ đây đẹp nè, đồ đây đẹp nè. Đưa ra tôi bán cho tôi. Có nói gì đâu. Cái màu vàng đây đưa ra bóc cho nhí nha con. Đây, bộ này nó Hàn Quốc, nó rất là đẹp. À bộ. Chồng, cậu nó có vô đây con, tao ôm chồng đó được đâu con. Cậu ngơ luôn vậy rồi. Đây 90% luôn. Đó, cái này là tay cánh dơ nha, tay cánh dơ liền như thế này cho em nha. Cái màu này rất là Hàn Quốc luôn. Đùi. Rồi nhí đại luôn các chị ơi. Nhí đại nha. Đó, nó cái xếp như thế này. Cùng đùi này. Kiểu cái này cánh dơ nha chị, các chị cảm giác cái quần ủi sao nó nhỏ, áo nó to. Không, nó vậy nó đúng size nha. Nghe lấy đúng size này. Các chế bỏ hàng lại là phải đúng size cho nghe nha. Đó, đẹp chưa các chị? Dễ thương lắm nha, màu này nó lạ, nó Hàn Quốc lắm. Đây đây, chị nào mà chưa có bộ này thì chốt nhượng nha, ăn bộ đi. Một bộ không cũng được. Tu lòng hết á. Đây nè, cái quần này là quần nè. Đó, kaki mà co giãn nữa, rất là hip hop và đẹp nha. Màu xanh, rất là thời trang luôn. Đây, đó. Giặt giặt như thế này, ta nói đi hội vợ đi tán gái là hơi bị nhức nách nha. Size 25 đến là 50 con, 240, nguyên một cái set hàng Quảng Châu cao cấp. Cái này là 350, 400, 450 nếu là Tết. Thì bây giờ các chị chốt đi, mặc hoài cũng nghe thấy. Nghe có một bộ, con nghe có một bộ này. Ta nói đi đâu ấy, đi chơi cũng đi chơi cái này, đi đám cưới cũng mặc bộ này, đi đâu cũng mặc bộ này. Do anh mặc á, mà cái chất là nó mát á, thích lắm luôn á. Anh ghiền, gọi là nó nói là bộ đây là đẹp nhất. Mát nữa. Không chịu bọn quần jean. Còn nếu mà không thâu là mặc đồ thể thao. À, vậy đó, bọn đồ thể thao sao ăn cưới được. Bộ này đi đám cưới là hơi bị mê. Rồi nghe có màu vàng nữa nè. Còn có cái ship nào, cái quần, cái áo nó màu đen, cái quần nó màu xám đó. Sao không lấy vô ta. Đó, mấy cái ship đó mới đi hội vợ tán gái được chứ. Đây, màu vàng. Đó, chị nào lấy màu vàng, cái quần thì nó màu đen nha. Cái quần nó chỉ là màu đen. Đấy, cái này là túi thiệt nha, không phải túi đắp đâu các chị. Hàng cao cấp không có túi đắp, mà cái chất vải quần đây này sướng lắm. Vải này giặt y xì luôn. 25 đến là 50 con nha. Con nghe 54 con, mặt xa lớn nhất vừa. Ghê chưa? Nó 53-54 con đó. Bộ hồng bé gái quần dài bao nhiêu vậy chị? Bộ hồng bé gái. Quần ống lê hả? Đây đây đây. Tay đây số 10, 12. Bóc ra nhỏ thôi con. Số 10. 10 nè. 10 nhỏ. Số 9 hết rồi mẹ. 9 hết rồi. Còn số 10 à. Chiều dài quần hả? Bao nhiêu xe nè, có thuốc. Lấy ở trên có thuốc dây á. Bữa nay có thuốc dây, đầu tư có thuốc dây nữa mới ghê chứ.
tại vì nhiều bé nó cao á, sợ ngắn mình phải đo 1, 2, 3 sáu, khoảng sáu, sáu hai sáu ba cm, sáu hai sáu ba cm, sáu ba cm, cái quần của nó sáu mươi ba cm ở tiền, co giãn nha, thun lạnh co giãn 4 chiều luôn á, đẹp xuất sắc luôn. Ừ, bộ này thì thôi rồi, ok, 50 ten luôn. 50 quen. 50 quen. 50 ten. Cầm một con. Hả? 64 sen á. Chiều dài nó 64 sen nha. Bộ đó dễ thương hả? Rồi 80 nha, vậy là 80, size đại mà 80 là siêu rẻ luôn á, bán bằng bộ size nhí người ta chứ mấy nhiêu đâu. Rồi ship bộ ra vô đi con. Dạ có chị, 122 viên hồng nha. 122 viên hồng có bán nha. Alo. Có ai vậy ạ? Chị đang bán hàng tuyết chiêu, khoảng giao chị được không? Khoảng tầm 4 giờ. 4 giờ đi, 4 tới 5 giờ là có nha. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi lên đồ rồi, nãy giờ đồ đi gái đi trai, lên bộ đồ sale đi con. Bóc một bộ đồ xe một xíu. Cuối like. Đã yêu cầu là cuối like mới được xe. Mình có chết rồi, có chết tổng đâu. Nó kêu là cuối like mới được xe. Nó chỉ vậy á. Đưa đây. Đó, đúng rồi. Rồi, chết rồi. Mỗi lần Ngân tập like, đưa cho Ngân like cho nghe mất. Đâu hỏng quá. Bắt đầu là chuột mút lòng chứ. Rồi bộ này nhé, chị thun cô tông chính phẩm mê chai. Thun cô tông chính phẩm mê chai sắc nét nha. Sale cái chị luôn 60. 60 đi. Trời ơi, nhìn hàng hàng nhặt là đã 7 mấy rồi. 79 hay sao, 769 gì đây không nhớ nữa. Bây giờ bán sale 60 này. 10 10 mấy con đi lên đây. 5 7. Cái này còn 18 ha, 18 con, 19 con này. 12 con, đó là 18 con. 12 đến 18 con nha. Thun cô tông chính phẩm là một kim nha. Đẹp xỉu nha. Hú hồn, hú hồn. Oh my god. Chuẩn bị về đầm nữa con. Đập nhiều về, về nhiều lắm. Đầm. Về đầm. Đầm đó. Lấy bộ đồ bé gái kia, lấy luôn. Bộ bé gái, lấy cái đồ bé gái nó xuống. Mấy cái tôi hết pin rồi. Cái đây là có đồ này, con này. Bỏ lộn này. Cái đây là hàng xuất khẩu, bỏ quê hàng xuất khẩu này. Đó, bỏ lộn đồ ạ. Mickey. Mickey nha. Rồi, em nghe xe cho các chị bắt đầu này, bán tặng cho các chị một xíu này, 50. Rồi. Số 1 và số 5 10 con đến 16 con. 10 con đến 15 16 con nha. Hàng cô tâm chính phẩm loại 1 hết đó các chị. Rồi, 50 50. Này để Úc có chưa ta? Có bộ này dữ chứ mà. Có rồi. Như bộ này, này. Rồi sale luôn cho các chị nha. Cái bộ này 55. 55 đây nè. Bữa vô lấy mà. Hồng nha các chị, hồng mặt mát. Mặt dễ thương lắm. Nói mẹ chụp hình cho tất nhiên tôi. Chị có giúp anh kia như con không? Ở nhà đó chụp đi đi con nhỏ thì không được.
Rồi cút nha các chị ơi, chị nào lấy cút chút nha, cút 10 con đến 8 con đến 18 con. 8 con đến 18 con cho em nha. 55 ngàn. Dễ thương chưa? Xanh luôn. Lấy đầm, lấy váy, lấy cái này, lấy cái kia hay lấy cái gì lên lên đơn nghe lên hết cho các chị ơi. Trời ơi. Đẹp xỉu luôn. Xanh luôn, xanh 55 luôn. Dù ngon có lấy gì chị nghe lấy cho nha em. Lấy mấy cái đầm lễ sai đây cô sư xe cho. Cái đầm xanh đại này đó. Đứng dậy lấy mấy cái đầm nghe bê siêu đầm cho. Ờ đồ bị trai. Đồ bị trai nhiều lắm luôn á. Đồ bị trai mà đồ ID hơi tán gái là hơi bị nhiều á. Đồ tán gái á. Cưa gái luôn á. Nhiều lắm. 28 30 con sale 50 luôn. Rồi chị là lấy xe đạp chút nghe, xe đạp 50, 28, 30 con. Có khô kéo ở sâu nha. Đó 50. Bây giờ sale này. Rồi cái này luôn, cái này chị cũng biết chứ, 120 giờ 50 luôn, 15 con. 14, 15 con rộng rãi nha. Cái này 15 con. Rồi 50 luôn, hoa, chị là lấy hoa cherry sale nha, hàng của An Đông đó chị. Túi luôn này nè, cái này có Úc mà sai. Úc mặt vừa trống vô. Sợ ngát, cái này mang gối, ngang ngang gối không có gì dài xuống được. Rồi chị là lấy 50 chút nghe, 50 luôn. Vừa không? Ủa chị ai đâu mà nói sao nó đúng như vậy trời. Sao đúng rồi? Ý xì hả chứ. Nói gì đâu mà tùm lum, nó trúng tùm la. Nói nó trúng tùm lum tùm la. Lên lên lên. Ngọt quá cư. Bóc hàng đây. Cư cư cư. Hồng này cũng có một cái hả? Còn cái à? Còn cái 10 kg. Chị nào chốt luôn 50. Ờ. Trời ơi, dễ thương quá. 10 con thôi nha các chị. Hàng của cao cấp luôn. Chữ đây chị tiếng Anh em không biết đọc. Thôi hàng tiếng Anh thôi cô ạ. Giờ đủ đọc tiếng Anh không mệt. Đó, còn cái đó luôn đi. Quăng đây. Đó, 50 đồng vé hết. Chị là muốn lấy cái nào? Cái này 15 con, 14, 15 con. Chị với 50 nghìn cắt đuổi, coi giảng luôn. 50 luôn. Mặt mát. Suốt bậy, đó là bậy nha. Đó là nói vậy là bậy. Người ta bán đồ mà sao cản được. Lấy bidime con, lấy bidime đùi. Nghe lên bidime đùi cho các chị. Sao mà đỡ được. Thời tới cản không nổi đâu cưng. Ta nói rồi đang đầu tư mà tự nhiên. Đó là, nghe an tâm nói không? Đầu tư có mục đích mà tự nhiên cản, cản sao được. Phải bói 3 tháng rồi người ta bói người ta bán. Không biết tâm nó cười. Mười con đến 22 con. Hàng của An Cư dân chị trời ơi chết chưa. Hàng gì tấu cư không à. 22, 24 con. Đừng chậm cơ quá. À, 65 ngàn luôn các chị ơi. Hàng lụa nha, bidime bé gái thỏ hồng cho em nghe. Trời ơi 65 ngàn luôn. Bây giờ hàng này là 85. Bây giờ em sale luôn 65 á chị là lấy hút chút cho em nha. Hạt xanh đi. 10 con đến 22, 24 con. Trời ơi chết rồi chơi. Bữa nay chị ba bảo xin la, vô xin la là chết chứ bả à. Đi ngủ rồi, giờ này chắc đi ngủ rồi. 2 giờ. Xanh nha, xanh thỏ hồng xanh.
chui chết rồi. Hồi quên chị thức lại mua váy nó. À. Quá ờ vậy tôi nói mẹ Tấu này thức mua váy nữa chứ váy Tấu này về nhiều lắm luôn á. Wow. Oh my god, đẹp nha. Thở. Rồi chị lại thở chứ nghe thở. Thở xanh 12 kg cho những mới cho 5 ngàn. Lấy thì em lấy mẫu mông mẫu bộ đi. Có thở hồng không? Có thở hồng luôn cho những mới lấy một bộ nữa. 12 kg lấy số 3 đi con. Màu hồng đâu? Đây nè, cái này màu sữa, cam sữa. Hồng nè, mua màu nè. Hồng sữa, hồng phấn. Phấn nè. Sao mà cãi tôi vậy trời. Rồi thả hồng luôn em ơi, thả hồng. Chị lại thả hồng, chứ nghe thả hồng. Đây là dạng là kiểu không phân biệt được màu này. Không, chị ra lấy hồng chút nghe hồng. Thả hồng. Cam đúng đâu, cam sữa. Cam mà cam bỏ sữa vô nó ra vậy á. Chưa biết pha màu hả cưng. Rồi 12, 13 cân. Số 5 những mến. Tay quần dài nha. Đây nè. Rồi bộ này nghe chốt cho các chị với giá là 39 ngàn. Đề o. Đó. Xe bé trai đi chị. Trời bộ nãy giờ bé trai nghe xe muốn sập nhà luôn rồi. Mẫu mông một bộ à? Không, màu xanh không à. Không. 39 ngàn. Số 2, số 4. Đề o, đề o. 39 ngàn. Đề 19 luôn cho nguyện mến. Nói với con là để nó lúc rồi làm để làm bán hàng nó chỉ chuyện ít lắm đâu. Xeo cái gì em ơi, Ngọc Phân Lê, em lấy bé trai bao nhiêu ký? Giờ còn xeo rẻ người ta còn khách nó mua cho đầu bao hết mẫu. Hết mẫu khác. Lên tiếp đi, lên quần đùi áo lé luôn á, ở bên kia nè. Vậy sẽ bốc hàng à chứ. Bốc gì ra tôi bán đó. Ờ bán xanh. Đúng á. Con à, tài nào lắm á. Ai đâu vậy? Một là mưa. Gơ quá. Lỗ tiền côn. Một là mưa. Lỗ tiền côn thôi. Làm gì? Nói nghe. Con giúp cái bệnh nhiều lắm á. Làm cái gì ạ? Ô xin, gọi là ô xin ạ. Năng lương thức. Người ta gọi là giúp đỡ đúng không? Nói như là sang hả? Bữa nay mà không có những cái người đó là họ, chủ nhà họ bị mệt á. Chơi sao nữa? Nhất là nhà giàu, khá giả. Nghe mà cất lâu lâu bữa. Rồi chốt nghe 39 ngàn luôn. Xe bộ này luôn bé trai à, 10 con đến là 16, 17 con. 10 con đến 16, 17 con 39 ngàn. Hàng của Bo Bo không hơi nha. Đầu mình mới chém ớt nói lại. Chính là cái quay hàng của tôi dữ quá. Lọng miệng. Mỗi gì như mấy con đây. Trời ơi, khách mà thấy khách nhà thì thấy hai con mắm nhà em thôi cho chết. Cừ chỉ có cừ thôi, nửa đêm mà đừng cừ cách cách kìa. 39 ngàn các chị ơi, đừng có cừ nữa. Để cô Tư bán hàng con. Hàng của Bo Bo thông hơi mặt mát nha. Chốt đi, nói nghiêm túc lại nè. Làm việc nghiêm túc. À đúng là bỏ trong luôn con. Mấy cái này bỏ trong luôn nè. Làm nghiêm túc lại nè chú ơi. Chị lấy chú hê, chú nghe chút nghe chú hê. Chú hê các chị ơi, chú hê. Đó.
chị là lấy chú Hê, chú nghe chú Hê nha. Chú Hê này có 25, 26 con, 10 con đến 25, 26 con. Lên áo đi, sát bên cái áo á, quăng áo ra đây. Bộ con hổ rồi đó, đồ đẹp không mà quăng qua đây chứ. Đó, bộ sọc, quăng áo thì quăng áo dứt điểm đi. Ôi trời, màu vàng còn có mấy cái đây nè. Chiều nay là đi ship khu vực chợ Danh Nha, ai đi? Con đi. Con đi làm rồi, ok. Chị nghe đi lên chợ Danh tự ngon. Con ngon về nói không em lên lại Danh nữa. Mất luôn. Đẹp chưa? Đi vô trong đó con đi luôn rồi. Đẹp chưa các chị? Con nha con. 55-65 thôi. Sale luôn năm nhí đại 55-65. Size này 40kg luôn các chị ơi, nhí đại 55-65. Này hàng của Zara Kids nha. Cái này mình giờ mình bữa nay bán nghiêm túc lại rồi. Đó, sọc đen này. Mặc lên dễ thương lắm các chị. Trời ơi, mặc lên đồ phối với luôn. Có luôn không? Có chân váy không? Tôi có mặc cũng vừa nha. Đúng. Cái này là mà dạng nó ngắn vừa phải chứ không có ngắn lắm đâu. 55-65 cho em nghe hàng của Zara Kids mà thun gân mà các chị ơi. Rồi đen, chị lấy đen chút nha đen. Nhớ đâu. Lấy gì lấy thêm. Nghe đều sọc đen này. Sọc đen, giờ nó lấy sọc đen. Chút nghe sọc đen. Giờ đồ đề tụi nó mất rồi. Có mấy quần dài nào không? Quần dài học sinh đồ không? Xíu xíu đi. Rút mấy cái hàng này sao ra con. Nghe chị nào là chị, alo các chị ơi. À cái bị đồ chỗ đây gì vậy con, đưa cô Tư đồ kiếm mấy quần đó đeo cô Tư bán nha. Quần á, mấy quần nữa quần ở trên đó hàng lễ khai đó. Đó mấy cái đó là cái gì đó, quăng lên cô Tư coi thử đó. Quần học sinh á, bây giờ chủ nghe nghe có còn mấy cái quần học sinh nha, chị nào lấy thì nghe chốt cho. Ủa? Cái này sắc nách hả? Trời ơi, cái màu này mặc lên là hơi bị đẹp á. Hai bộ, bốn bộ. Đó, mình chứng nha. Hai bộ, bốn bộ, sáu bộ. Sáu bộ, rồi. Trời ơi, nhiều. Một, bốn. Rồi, bà nội á. Ba nè. 3 là 6 nè, 9 bộ. Tại sao 3 chứ 3 với 2? 3 nè, 3 nè. 2. 3 luôn mà. Rồi, 9 bộ. Siêu hàng thể thao. Này size cô các chị ơi. Wow. Tuyệt vời. Được chưa? Quá trời. 100 nè các chị ơi, size 100. Rồi, em siêu cái mã này cho các chị 100. Thì lấy 100 chút nha, 100 nha. Adidas nha. Đỏ cam các chị ơi, màu neon rất là đẹp. À, size là 40kg đến là. Trời ơi, cái này là 65kg nha các chị, 65kg. 40-65. Rồi 100 nha các chị, siêu size cù mà 100. Quá đẹp luôn. Trời mấy cái này mà mặc lên là hơi bị đẹp đó, ha. À đẹp đá chị ẩn như thế này nha. Đó. Rồi 100 luôn các chị ơi. 100 luôn. Rồi ship đi con. Một lắp. Tám mươi luôn các chị ơi. 80 Adidas. 25 con. 25-26 con. Rồi chị nào lấy 80 chút nha. 80 25-26 con nha các chị. 25-26 con. Rồi Adidas đỏ. Alo.
alo alo, chị nào đang xem em nghe chấm đi các chị ơi. Rồi 100 luôn các chị ơi, 100 luôn. Adidas màu xanh ngọc đẹp xỉu ha. Rồi chị nào lấy Adidas chút nghe Adidas ngọc nha. Rồi chị nào lấy Adidas ngọc chút nghe Adidas ngọc. Rồi thể thao, bữa nay về thể thao quá chừng. Là tới nó dậy kéo dây rồi con, kéo dây gì cô Tư ơi, hết đi nè, mấy hết đi nè. Ngọc. Rồi chị nào lấy xanh ngọc chút nghe xanh ngọc. Mấy hết đi nè. Chị em nghe xíu, chặt pin điện thoại. Chị nào lấy hàng ngày gì nói em nghe lên cho. Ra lấy áo đi con. Áo khó quá. Áo khoác clean á. Bóc áo khoác đi con, bóc áo khoác là lai em nghe lai áo khoác mới luôn nha. Đây 2XL có màu xanh nữa mà. Trời ơi đẹp chưa các chị. Áo khoác nha, đi gái nha. Cái này là đang trend đó. Màu xanh, lấy màu xanh luôn. Cái này là 35kg đúng không? 35kg này. Lấy size S thôi con. Lấy size S, lấy size S. Mười tám hai mươi cân nha các chị. 18-20 cân đến là 35 cân. 20 đến 35 cân đi các chị ơi. 20 cân đến là 35 cân, 36 cân được nha. Cho nghe hàng Quảng Châu các chị ơi, đẹp quá. 140, chị lấy 140 chú nghe 140. Đẹp xỉu ha. Rồi áo khoác hàng Quảng Châu, chị nào lấy áo khoác chút nghe áo khoác nha. Áo khoác đẹp xỉu luôn các chị. Áo khoác chị nào lấy ủng hộ nghe áo khoác. Áo khoác đẹp quá. Ủa, Như Ngọc là con đi đâu rồi? Con
Thế để chị hỏi lại con bé nha Như Ngọc, chị cũng không nhớ hả? Để chị kiểm tra lại cho. Chắc con bé nó bị nhầm vào địa chỉ rồi. Em có hai địa chỉ, nhiều lúc nó bị nhầm địa chỉ của em á. Lên đồ bị gái coi. Rồi chị lấy đồ bị gái, lên đồ bị gái coi. Nó khó đẹp quá. Qua mẹ đi, ngon bóc đồ bị gái coi con. Gì ba, ba một một, ba ba là của ai vậy trời? Số gì mà lọa thế? Bóc tiếp đi. Lên cái xếp yếm đây này. Đó mấy cái xếp yếm nó thiệt đẹp. Không bóc. Lấy Gucci vậy, lấy Gucci vậy, lấy Gucci xuống chia 39 ngàn rồi. Lấy gái đó, lấy Gucci đây. Chanel nè, chanel nè. Có một bộ Gucci. Vậy hả? 39 ngàn các chị ơi. Để chị nhắn nó chuyển qua chỗ địa chỉ mới em được không? Để chị kiểm tra đơn rồi có gì chị nhắn cho. 10. Rồi, ơi 14 đến 16 con, 14 đến 16 con 39.000 nha, còn hai bộ. Chanel, chị nào lấy Chanel chút nghe Chanel nha, 39.000. Thun cô tông chính phẩm lời 1 nha. Đó. Rồi chị nào lấy chút nha. 39.000. Chanel. Chanel, Chanel. Sale luôn 70-80 luôn. Bộ cấp 3 Gucci cam 70-80 gì là lấy chút nghe. Sale luôn nha. 90-100 70-80 luôn. Rồi 10 con đến 30 con. Nhí nha. Nhí đại nha. Rồi xám luôn các chị ơi. Xám luôn. Rồi chị lấy 70-80 luôn. Xám. Cái này là xám trắng nha các chị. Đây hàng cô tông chính phẩm lời 1 nha. Rồi chị lấy xám chút nghe. Xám, xám trắng đẹp xỉu chưa. Rồi chị lấy trắng chút nghe. Trắng đưa ngố luôn con, ngố xanh không? 90 luôn nha các chị. Chị lấy bộ đùi bé gái không? Lên bộ đùi bé gái cho. Ngố này 90. 10 đến 24 con có bộ vàng luôn rồi con. Xanh nha, gấu xanh cho em nha. Rồi 90 các chị ơi. Chị lấy 90 chút nha, 90. 10 đến 24 25 con. Hàng của HM nha chị. Hàng của HM cô tâm chính phẩm lời 1 ngố. Rồi xanh nhé, chị lấy xanh chút nha. Xanh cái con đây là con gì vậy mấy chế? Con đây con gì? Con mồ. Con rồi 90 luôn các chị ơi. Size form to lắm. Gấu không? Báo hồng à? Con mèo. Con mèo lắm màu. Đang trên cái con này mà không biết được cái con gì. Con mèo. Rồi chị nào lấy trước không nha. Vàng xanh, gấu xanh. Lên đùi luôn các chị ơi. Chị nào lấy đùi em nghe, lên đùi cho nha. Lên đùi luôn.
Em nghe lên đùi chưa? Bộ vàng 18-20kg cho Như Ngọc. Vàng vàng. Đây Như Ngọc con 90. Lấy cái bộ kia này con, á, bộ hàng Lido. Có đầm hồng, lấy đầm hồng đi con. Cái đầm hồng này, màu cốm cũng đẹp lắm em, mới về luôn. Đầm hồng đây này con, trời nó đẹp xỉu luôn, bóc thử một cái. Đó, trồng kia đó. Lấy cốm luôn, lấy cái cốm luôn. Nhí đại nha, bóc cái nhí con. Tin tưởng các chị chốt trên line nó sẽ là 101, 102. Chốt trên line này cho em nghe 100, 101. Đẹp công lắm luôn. Đây này. Đó. Cái màu này đang rất là trend nha các chị. Đang rất là trend luôn. Đẹp tuyệt vời. Rồi hồng này. Cốm này. Đây cái đây con. Sợi xếp lại hồng. Cốm. Trời, bữa nay cái đầm mẹ này, cái màu đây này, hai cái màu đây này. Không có mẹ chứ có mẹ chắc là nghe cũng phải bợ về cho mẹ. Đẹp tuyệt vời, hai màu này rất là trên. Đó. Rất là đẹp ghê luôn, rất là thô mà thô đẹp dữ luôn. Đó, cốm nha, hai màu. Hai màu em gái ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Có em. Rồi chốt cho em cái đầm hồng luôn nha Như Ngọc. Đầm hồng này. Coi còn sai không? Đưa cho cô tôi coi đầm hồng. Sa đại của nó lên tới không? Cái này số 8, bóc số 8 nữa. Rồi lấy số 8 luôn coi. 20kg nha. 20-22kg ok. Mặt rộng rãi đẹp cho em nghe. Rồi Như Ngọc luôn, 100 thôi. Cái này còn có 2-3 cái của chung luôn hay con. Có 2-3 cái ở khỏi lạc. Rồi đưa đây. Rồi nó có một cốm xanh nữa không con? Bóc xanh luôn, nhí đại luôn các chị ơi. Số 7 hết mất rồi, bóc được chị số 8 được không? Số 7 chị nghe hết mất rồi em. Số 7 lấy xem một cốm được không? Số 7 lấy nghe một cốm cho con em gái. Rồi 80-90 luôn. Xanh còn không? Xanh còn. Tôi lấy xanh cô. Xanh là xanh nhí. Đây. Rồi quay xanh cho. Lấy hồng lại. Thay bì thôi. Thay bì thôi con. Nghe lấy bì thôi. Rồi 80-90 luôn các chị ơi. Nhí lại. Màu hồng cột cho một cách tiêu sai cột chung luôn con. Nó hết rồi, xanh nhí nó là còn cả hai cái nhiêu á, cột chung luôn. Nó khỏi rớt. Rồi 80-90 nhí đại. Gấu vàng đi. Trời ơi, hàng thun cô tông chính phẩm nha. 90. 90.
giờ 80-90 luôn các chị ơi. 100-101 em nghe. Còn xanh còn không con? Đây xanh đây. Xanh đây nghe, còn nhí thôi. Xanh nghe còn nhí thôi các chị. Rồi chị nào lấy xanh chút nghe xanh nha. Xanh đẹp này. Rồi chị em nào lấy xanh lá chút nghe xanh lá. Đẹp chữ luôn. Lá nha. Rồi chị nào ủng hộ lá chút lên lá. Ngấu lá. Cái hình con đó là đang trên á. Xanh con chị chốt em xanh rồi nha Như Ngọc. Đúng rồi, mắc lắm. Bữa nay các chị biết nó mua đen cái đầm sốt 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 gì vậy? Dạ sao? Dạ sốt. Dạ sốt. À, nó đang sốt sốt rồi đó, chuẩn bị em về lô đó các chị. Đẹp rồi. Ngon rồi. Ngon rồi, chuẩn bị like nha. Bây giờ cuối like đầu con nhảy lên like được không? Vàng 12 kg, vàng 12 kg này. Đây riêng hay sao nhí không con? 80 luôn. Đây số 3 luôn, nhuộm mến không? Đây này xanh này con. 80 con. Lấy ngố đi con. Lấy ngố lấy đầm đồ sai gì trong đó. Chị nào lấy bi gái nói em nghe lên bi gái. Chị nào lấy bi trai nói nghe lên bi trai nha. Không mấy cái đồ lệ không. Mát cho cái mát một chút cái trò rồi đâu, sao nó quay vào hướng nó cứ đây đâu được đâu. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi 80-101 luôn các chị ơi. Đùi đùi ngố ngố rồi ngố thì em nghe sale luôn. 80 các chị ơi, 12 con đi lên nha. 12 con đến 24 con. Rồi xe đại luôn các chị ơi, xe đại, xe cồ, xe mẹ là 65 kg đổ về. Đẹp chưa? Đó, ngố nha, gấu buôn. Chị nào lấy gấu buôn, chúng nha gấu buôn. Quầy nước mát lên, cô tư cũng chiếc gió lắm. Nói vậy thôi. Cô tư đang ngồi bệnh ớt xong chị thử á. Mệt quá, tôi quát không có quạt nhiều lần đâu. Đó, rồi gấu buôn. Giờ tôi khát nước không? Cho tôi miếng nước là được đâu. Nó tưởng tượng ghê à. Mà mới chưa uống nước rồi, nên ly nào của tư đâu? Thiệt không? Thiệt. Tâm không có? Tâm kìa. Còn ly con đâu? Có một ly á. Mẹ. Mình nghe coi những tiếng luôn đó. Ly thôi con, kinh khủng. Không được uống. Như có lộn lấy không vậy, sao ngọt dữ đi. Đâu có lộn lấy đâu. Ly đắng kia của cô Tư kìa Ly. Ừ, y á, à, lấy lên thử hút thôi em. Hay ngọt như hồi kia, đặc xíu vậy. Thế trời ơi, vậy lộn ly là bị ngon. Mẹ thiệt á. Vậy mà mẹ hồi nãy thì uống thì nó hơi đắng thôi chứ. Ê xì. Hồi nãy uống hơi đắng. Tôi cũng có hỏi lại coi sao của cô Tư. Có một ly kia. Cái này em nghe còn hai cái này. Cái này là ca cây của Thùy Quyên nha, hàng cao cấp của An Đông Sài Gòn. Mà cái chất vải quần này nha các chị, mới mua về nó thơm ơi là thơm. Nghe nói nó thơm chịu không nổi luôn.
mà giờ còn hai cái này, giờ nó hết thơm rồi nha. Bóc ra bỏ bỏ khỏi bình là hết thơm rồi. Hồi mấy hôm nha, đêm nào mình treo cái phòng mà mở cái phòng lên nó thơm lận luôn. Kaki nhưng mà coi giảng nha. Gái trai mặc nốt, đắc ghi. Này còn số mấy đây? Baby kit hàng chị dành baby kit là số 1. 10 con đến 14 con cho em nha. Em nghe còn hai cái màu này là màu bò nha. Cái màu bò cho em nha, mặc siêu cưng các chị ơi. Mặc này mà kết hợp với một cái áo sơ mi hoặc một cái áo bun đẹp nhất trên nách luôn. Trời ơi. Mày đi nhìn tao cái tâm. Để là bán hàng này. Tao xấu không đổi với mày à Tâm luôn. Đó dễ thương chưa? Rồi, hàng 120 C một nửa 65.000. Rồi chị nói 65. Chúng nghe 65 cho kỳ cao cấp các chị ơi. Rồi em sống như nấu hai con đây. Mai mốt mấy mẹ đi rồi không ai thớ đâu, tôi buồn rầu nữa, tôi nghỉ bán nữa, khách tôi đã le. Mai mốt mấy mẹ về đi học hết rồi, tôi nói tôi rầu rĩ, tôi bán không được rồi, tôi nghỉ bán rồi, mấy con khách tôi đã le đó rồi, nó đây tôi. Tôi trẻ lại sự kiên định vốn có của nó. Trời ơi, quần mấy quần hàng. À, thôi, con soạn hàng này đây, tối lai hàng này cho, hàng quà. Hàng quần baby này, quần kaki mà dành cho baby á, là hàng xanh nhí á. Thơm lắm. Không có. Nó cái mùi nó thơm vậy á. À. Cái này em nghe còn ba cái quần size đại. Một quần cái màu xanh rin là cho bé đi học đó. Rồi các chị nào lấy chốt nghe 45.000 nha. Sale là 45.000. Hàng của Naked này. Kaki được coi giãn hết nha. Cái này bị gái với trai mặc được không ta? Bị gái mặc được không? Bị gái mặc đúng. À, cái quần này bữa giờ thấy bị trai mua không à? Hồi bữa hai chị kia chị lấy cho hai anh em nó mặc luôn. Lên lên lại lại giật cái rất luôn. Bán hàng im lặng. À đúng rồi. Ra lấy cái mẫu thể thao không con? 40 nha, chị nào lấy 40 chút nha. 40 thể, lấy size S hay size M á? Size S là khoảng tầm 45 con đi lên đúng không? Đó, lấy size S hay size M mà cái quần mẫu mới về. Em lên thể thao một chút cho. À, từ size tới 2X hết được phải không? Quay chốt hết 2X được phải không? Không còn một bộ nào luôn. Này nó hết quần luôn, hết luôn không? Em hết 2X rồi, mới về hôm qua chục bộ, giờ còn không bộ. Em còn XL. Tới size khoảng 68 con, 68-70 con. 45 đến 68-70 con. Lấy size em S đi M thôi, bóc. Đẹp chưa? Cái gì vậy? Chưa giặt đồ đâu anh. Tại như là tức không có đồ nữa đó, không thèm giặt à. Đúng không ngon? Nói vậy. Ăn tức ở à, đúng rồi. Cái hộp văn có khác. Văn chương lòng bộn. Rồi size S này các chị ơi, 45 con. Ừ, cái này nó không có giả hai chiều mà. 48 con được không ta? Không, đúng á, mệt quá. 85.000 nha chị nào chốt trên tường nó sẽ là 90. 85.000.
size S này. Riêng bộ 2X chút nha, 90 nha, nhưng mà hết rồi. Một cổ vịt này. Đầu tôi ăn đây bộ nào chiếc bộ đó chế không? Rồi, cái màu này cũng đẹp nè, con gái mặc cũng được nè. Đó, màu này cũng đẹp nha, con gái cũng được. Đúng rồi, biết gọi ai không? Chị Lệ Xuân, bà kiếm đồ con gái. Thôi, đầu được con đổi cái bộ màu xám. Xám nào? Xám cái kia. Giặt râu. Chưa dạ. Chưa dạ. Ủa sao còn cái máy, máy kia đâu ta? Rớt đâu hả? Đâu? Đâu quá. Chờ em nghe một chút đó chị. Rồi, cái này là size S nha các chị ơi, size S 85 ngàn. Chị lấy 85 chút nha, 85 nha. Xanh. Cái này ở trong nó có cái dây đồ cột mình lại nha. Chị nào thích thì cột, còn thích thì bỏ ra cũng được. Hả? À. Rồi size em nghe có 45 đến là 70 cân nha. 85 ngàn thôi các chị, chốt trên line thì 85, mà chốt dưới line là sẽ 90. Rồi chị lại chốt nghe này, màu này đẹp nè. Cái hàng này là em nghe mới về nha các chị. Nghe mới về. Em nghe mới về thể thao không? Thể thao mẫu lộ mẫu thông hơi nha. Chị nào lấy thì nói em lên cho nha. Đầm cũng đầm về mới này. Trời ơi đẹp lắm luôn ấy. Đầm đập xỉu luôn, đi đám cưới đi chơi đồ hơi bị đẹp đó. Cái màu hồng đang trên, màu hồng như cốm rồi đang trên nha. Đó, xám này các chị ơi, xám này. Em đang lên size S nha các chị. Tại cái mấy cái mã này có ít là thứ bộ hai bộ không có nhiều. Rồi xám, chị nào lấy xám chút nha, xám. Đẹp lắm luôn các chị ơi, thể thao. Rồi chị nào lấy ủng hộ nghe thể thao nha. Trời sáng là đẹp quá à. Đúng không? Sáng là đẹp nè. Rồi chị nào lấy gì trắng lên bài em nghe lên cho nha. Để đây em biết là các chị còn đang xem live em nghe. Màu đen này.
màu đen này, chị nào thích đen này em có nguyên một tập màu đen đây. Dễ thương chưa, trời ơi đen đẹp ha. Rồi đen nhé chị ơi, đen có size từ em size tới 80 kg, nhưng mà bây giờ size 2XL là hôm qua em hết rồi, bây giờ còn 1XL nha các chị, size tới 70 kg thôi đó. Rồi chị lấy chút nha, đen này đẹp nhất nách nha, xuất sắc luôn đó, trời ơi đẹp xỉu nha. Mấy cái này mặc bền màu lắm, bố mà bố là size bố, mà bố là bố 65-70 kg thì em đều có size hết. Mười hai giờ 15 anh tiếng, anh tiếng mấy giờ đâu, chết là 2:30 đâu tiếng ơi, đi học với con, lấy xếp đi con, lấy xếp tranh rồi cô tôi lên lại cho rồi xếp màu xí đi nữa. Hai giờ đi học rồi mà quên đi chưa. Rồi xếp riêng 135 nha các chị, nhí là 125, nhí em hết rồi, còn 125, 135 nha. Quần riêng các chị ơi, xếp riêng, quần đùi, rộng. Rồi, quần đùi nha các chị, giờ cột nơ lại giùm em. Cái này các chị không thích nơ thì cô bỏ nơ được nha. Rồi đó. Đẹp luôn. Rồi 135 cho em nha, chị lấy 135 chút nha, 135. Lấy ấy rồi con. Lấy cái set màu sắc màu vàng hả, à? Mickey vàng à? Chị nào lấy bé gái nói em nghe lên cho nha, bé gái bé trai thì nói em lên cho nha. Rồi vàng này có nhí lại 90-100 luôn nha các chị, vàng xếp vàng nha các chị, cô tâm xếp thẩm lần một luôn, đẹp tuyệt vời, có chip bên trong luôn các chị ơi, có chip bên trong luôn, có chip bên trong luôn cho em nghe nha. Đó vàng, chị nào lấy vàng chút nha, ủng hộ nghe vàng nhí đại nha, 90-100 size tới 35 kg luôn nha. Giờ nghỉ nửa tiếng, 3 giờ là được không mấy chứ? Tí là các chị nghỉ, tí nửa tiếng rồi em lên lại nha.